Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này bên Trái Cây Thơ Mùa Lắc có ghi lại cái hình ảnh của một người nông dân, đó là chị Hồng ở Cà Tun, huyện Ca Bang, Gia Lai. Thì với cái vườn chanh dây của chị á, thì nó bị hiện tượng có nghĩa là úng nước. Sau khi úng nước á, thì làm cho cái rễ, bộ rễ của cây chanh dây nó không phát triển được mà nó bị thối nhũng chỗ đó đi, lỡ cổ rễ đó, làm cho trái nó bị tóp nè, héo cây nè, héo lúc trời nắng đó. Các bạn xem thấy không, trái rất là đẹp nhưng bị héo. Với lưới chanh mới có 4 tháng mà nó héo như vậy thì bà con thấy mình đã bị lỗ à. Nó chết dần chết mòn như thế này thì chúng ta bị lỗ là cái chắc rồi. Nên qua cái clip này á, mình khuyên cho bà con á, thì cũng gần tới mùa mưa rồi nên bà con luôn luôn phòng bệnh cho cây chanh dây. Thứ hai là tỉa cành thông thoáng cho cây chanh dây. Thì đó, bà con xem thấy được cái đường nước rất là ẩm. Tuy á, trời nắng rất là gắt nhưng mà nước không rút hết được. Vì cái chế độ mà thoát nước ở trong cái vườn này á thì cũng rất là khó khăn. Nên mình đã cho kỹ thuật khuyên và tư vấn cho bà con, nghĩa là đánh rãnh và cào rãnh thông thoáng cho cái vườn này để tránh tình trạng mà ngập úng khi mà mưa xuống. Còn cái vườn chanh dây này thì mới có 4 tháng thôi mà trái rất là sai và đẹp. Thì bà con nông dân á, thì được kỹ thuật bên Trái Cây Thơ Mùa Lắc tư vấn rất là cụ thể về những cái hình thức chăm sóc và bảo quản của cái chanh dây vào mùa mưa, phòng bệnh như thế nào hiệu quả nhất, làm sao để tránh được cái mầm bệnh. Đó, các bạn nhìn thấy không, chanh rất là đẹp, bóng láng, chanh dây đầy lon. Nếu mà một vườn chanh dây á, mà không bệnh á, trái rất là đẹp, bóng loáng, nhìn vô là ai cũng mê hết á, nhưng mà nó bị buồn mỗi cái hiện trạng đó là chết gốc á, nó chết rất là nhanh, nó lay rất là nhanh, lay theo đường nước mưa. Thì với cái mô hình này á thì mình đã cho kỹ thuật hướng dẫn và tư vấn cho chị Hồng là biện pháp phòng và khắc phục và mùa mưa. Thứ nhất là việc đầu tiên chị làm đó là đào kênh mương cho thoát nước cho tốt rồi đó. Và cái thứ hai nữa là phun thuốc gốc đồng. Ba đó là chúng ta tiến hành phun những cái loại thuốc mà bóng trái, đẹp trái, chắc trái để cho cái sản lượng chúng ta, chanh chúng ta luôn luôn được loại nhất. Thì cái những cái sản phẩm này á, thì mình có tư vấn cho bà con đó là sản phẩm Nhật, đó là bên công ty. Thì qua cái vườn này khảo sát á, thì ở huyện Ca Bang này á, rất thích hợp với cái trồng chanh dây, năng suất rất là cao, đạt. Đất này chỉ hơi đậm nước thôi, còn thì quá trình phát triển sinh trưởng thì hầu như nó rất là tốt, tốt rất cao và có thể là cao hơn với những vùng đất sỏi, đất đá. Nó như bà con nhìn đó, những cây này nó buồn, đó, nó buồn, nó héo lá thì chúng ta nghĩ là chắc chắn là bị bồ rễ rồi đó. Bà thấy không? Bị bồ rễ hết. Thì qua clip này á, thì nông dân chị Hồng này á, thì họ chị chăm sóc cũng rất là kỹ càng, nhưng mà vẫn chưa có được cái đội ngũ kỹ thuật nào đến đây để hỗ trợ chị. Thì qua đây cũng đã được Trái Cây Thơ Mùa Đắk Lắk có hỗ trợ kỹ thuật cho chị về các cái đặc điểm sinh trưởng, sinh lý của cây chanh dây, và chị đã nắm rõ được một số thông tin ở bên cây chanh dây và đã áp dụng và làm. Thì với cái vườn này 300 gốc á, thì mới giai đoạn thu bói thôi, nhưng mà qua cái hình ảnh á, mà quay ra cho các bà con xem á, thì thấy rất là tốt. Với cái vườn chanh dây này á, chị Hồng cũng kết hợp trồng chung với ớt nữa. Ớt này thì rất là sai và đẹp, xanh, nhìn là thấy mê rồi. Nên một lần nữa mình khuyên cho bà con á, chúng ta nên trồng xen canh, chúng ta không nên trồng rặt hết một loại cây về để có những cái thu nhập lợi nhuận riêng. Ví dụ như thu được chanh dây rồi chúng ta lại thu được ớt, ớt chúng ta có thể trồng gừng và chúng ta thu được 3 mùa. Thì qua đây á, mình cũng khuyên bà con rằng á, chuẩn bị sắp tới mùa mưa rồi nên bà con có nhu cầu hãy phòng hết cây chanh dây đi để tránh một số hiện tượng á, là cây nó chết vào mùa mưa, úng nước vào mùa mưa. Thứ hai nữa, cái việc quan trọng nhất là cắt tỉa cành thông thoáng, vì cái mùa mưa là cái mùa mà tạo điều kiện nấm và các mầm bệnh khác nó phát sinh và sinh trưởng lan rộng trên diện rộng. Nên bà con chú ý, đó là những cái mà lưu ý quan trọng nhất để khi bà con chúng ta trồng và chăm sóc cây chanh dây, vì cây chanh dây là một cây lợi nhuận rất là cao, nó thu nhập hàng ngày của chúng ta. Nên một lần nữa các bạn và bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi và xem tất cả các video tiếp theo về cái cây chanh dây và cây bơ, cây sầu riêng, cà phê và một số cây trồng khác. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Và cái clip này mình quay toàn bộ về cái vườn chanh của chị Hồng ở Cà Tun, Ca Bang, Gia Lai. Thì các bạn cứ xem hết clip. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.